gia đình mình vui bất thình lình. Chán ngấy với cả anh công cây công ngố, cứ y như là công công. Sống hơn nửa đời người, quá niên trạc ngoại tứ tuần rồi mà thấy vợ đánh dấu tính tính toán toán ở cuốn lịch mà không biết là để làm gì, cứ tưởng là ngày rổ ngày họ ở bên vợ. Xong lúc Phương bảo em nốt ngày trả tiền thuê cửa hàng, tiền điện tiền nước, thế mà cũng tin cho sái cổ. Nhân đây tôi cũng nói cho các em trai mới lớn một chút kinh nghiệm về giới tính, đó là khi vợ hoặc bạn gái tính ngày thì 99% là đang soi lô tính đề. Nam thỏ nữ thụt, nam tiến nữ lùi, nam sáu nữ chín. À, cái này là tôi nhầm một chút. Tóm lại, trong trường hợp này thì anh em cứ đợi sau 6 rưỡi tối về nhìn mặt vợ hoặc người yêu là biết ngay kết quả và biết không khí gia đình tối hôm đó. Còn câu chuyện của nhà Thành thì toang đến nơi rồi. Thế là cái thói tắt mắt, tái máy, gặp gái là tháo nhẫn của đa phần các anh trai đã có vợ mà trong đó có Thành cũng đã đến lúc quả báo. Thành đánh mất mẹ cái nhẫn. Việc này thì cũng chẳng có gì to tát cả, nhưng riêng với Thành thì đó là cả một bầu trời sụp đổ, cả thế giới quay lưng. Đùa chứ, Hoàng Trần Ngọc Hà nó mà biết thì có nhảy xuống sông Tô Lịch cũng không gột rửa được nỗi hàm oan này. Nhìn cái mắt Hà trợn xéo lên, cái mỏ tru tréo, cái nhẫn đâu, mất ở đâu, thời gian nào, vì sao mất, là anh thấy con nào nên tháo nhẫn mất rồi đúng không? Trời ơi là trời, tôi toàn tâm toàn ý lo lắng từ rửa bát quét nhà dỗ chạp cho cái gia đình này để anh đi tàng tiệu à. Riêng cái hôm cưới anh đã liếc mắt nhìn con khác ở bàn rượu là tôi đoán ngay có ngày hôm nay rồi mà. Ông trời ơi, ông địa ơi, sao số tôi nó khổ thế này, bố mẹ ơi con khổ quá, chị Phương anh công ơi em phải từ biệt cái gia đình này thôi. Danh Trâm Anh ơi, cô chú dọn đồ qua phòng chị mà ở, chị và Long phải đi đây. Đấy, cái viễn cảnh khủng khiếp đó chỉ cần nghĩ thôi cũng đã khiến Thành toát mồ hôi hột. Giờ lối thoát và đường sống duy nhất đó chính là phải tìm được cái nhẫn, nhưng tìm đâu ra bây giờ, khác nào là tìm kim dưới đáy biển. Vậy là một hành trình tìm nhẫn của công Thành Danh bắt đầu, đảm bảo còn hấp dẫn hơn cả chúa tể những chiếc nhẫn.